Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Mel đây. Mọi người có muốn chơi trò chơi nữa không nhỉ? Giờ Mel sẽ tạo một cái event cho mọi người nha. Câu hỏi được đưa ra đó chính là: năm tiếp theo của năm 2022 là năm con gì? Ôi giời ơi, dê máy. Mọi người trả lời nhớ kèm ID ở dưới nha, để Mel có thể kết bạn được và tặng quà cho mọi người á. Điều kiện để chơi cái trò chơi này là mọi người đã đăng ký kênh cho Mel. Còn bây giờ thì vô xem phim cùng với Mel nào. Nam ơi, chúng mày, tao có điều muốn nói. Cái gì? Nói gì nói luôn, hay lại thiệt tại sửa nói chứ gì. Rất chính xác. Thật ra thì... Đấy, tao biết ngay mà, không sai vào đâu được. Thấy mày uống mấy cốc nói luôn, full topping hay gì? Thì tao... 2 đùi gà, 3 khoai chiên, 5 bịch bánh tráng, 6... Không, này tao vô đây á, để nói với chúng mày một chuyện rất là quan trọng. Tao nghe có một rồi nhà hàng, việc quan trọng của nó là bán gia bại sản đấy. Cái gì kỳ á, tao chỉ muốn nói là tao muốn có người yêu thôi mà. Gì cơ? What? What the fuck? Mày muốn có người yêu, đừng nói là... Tao vừa ngủ dậy, chúng mày dậy sớm thế. 1 giờ chiều rồi ông nội ơi. Thế tao tưởng mới có 7 giờ sáng. Tổ của mày, chắc có ngủ được mấy đêm luôn rồi. Không hiểu sao, trong nhóm này là có một người như nó okay, đâu. Ok, người như tao là sao? Lười, nhạt, chả có tí hấp dẫn, có một thằng đàn ông gì cả. Chắc mày có ha, nếu mà má mày không nói mày là con trai, chắc tao tưởng mày là con gái luôn á. Thôi, con xin hai mẹ. Cha tự xíu coi. Ủa gì vậy, sao mày gắt thế, có chuyện gì á? Cái đó tao mới là người phải hỏi mày đấy. Nói nhanh, mày với Mèo quen nhau bao lâu rồi? Hả? Vì vậy cái thằng này tao với Mèo quen nhau hồi nào? Mày mỏi đâu ra đấy Hoàng? Nãy mày nói mày có người yêu rồi mày mời nó vô, ai mà biết được. Tao mấy đứa hả? Tao lên chầu Diêm Vương còn hơn. Gì? Mày nói cái gì? Ăn thì như con heo, đã hết còn đánh đá gì sư tử Hà Đông ấy. Quá đúng. Gì cơ? Mày đã ăn sư tử Hà Đông? Nếu tao không nhầm thì nó nói mày á, mà tao thấy nó cũng đúng mà. Tao giọng vô cái họng mày bây giờ đấy, chờ sức thêm 10 cốc thật sự. Không sai mà. Ê, tức quá. Người ta hiền lành dễ thương cute như thế này cơ mà, thế mà lại bảo như sư tử Hà Đông. Mình ăn cũng ít chứ bộ, chục cốc trà sữa một ngày chứ nhiều. Vậy mà lỡ lòng nào bảo mình béo như lợn, thật là cay cú mà. Lại mời làm gì, không vô đâu nhá. Ê lộn. Ê Mèo, nãy mày bảo muốn có người yêu, thế người yêu mày đâu? Người yêu tao á? Ai là người yêu tao? Tao gì có người yêu? Thế không phải có người yêu à? Đâu ra con nội ơi. Yeah, Mèo chưa có người yêu, Mèo chưa có bồ, Mèo chưa có bồ. Ủa gì sướng dữ vậy? Thì không có người yêu để tao nuôi mày. Ủa trên này ai bảo là béo như lợn, như sư tử Hà Đông, nuôi bán ra bại sản. Còn cái gì nhỉ? Đâu đâu, tao có nói vậy đâu. Từ trước đến giờ là đống nuôi mày đấy còn gì? Có ai thay thế được vị trí của mày đâu? Thì nó cũng đúng. Mà mày không định có người yêu đi à? Tình nghĩa suốt đời hả? Gì đây, đưa nội ơi, đưa nội ơi. Ủa, tao nói mày hả? Tự nhiên từ đâu xuôi ra vậy ông nội? Hay tao không được vô hả? Vậy đi ra. Không tiện. Ai lại nói thế, đợi không đi nữa. Chỗ người ta riêng tư đang nói chuyện, cứ xen vô là sao? Ồ, riêng tư nói chuyện, đã thế tao cứ ở đây đây, làm gì nhau? Mày nhận với tao hả Thắng, sức chịu đựng của tao có giới hạn nha. Ui, sợ quá, sợ quá. Sao mày lại cắm tao ở đây, hay là mày... Vớ vẩn, tao nói thế chứ làm sao tao đâu. Tao có chia tay rồi Mèo ơi, buồn quá. Kìa, sao đây? Đúng là chị em bạn bè của mày giống bị nhau. Ai mà chịu được hai con lợn như này chứ? Gì? Mày nói gì cơ? Mày muốn ăn đòn hay gì? Thế là tao không nói gì là mày nhảy lên đầu tao ngồi hả thằng kia? Giờ chắc tao cũng tin vào tình yêu nó đâu. Tao cũng không muốn yêu hay là quen ai nữa. Mà tao vẫn chưa hiểu tại sao chúng mày chia tay. Hay là do mày xấu hơn nhỏ mày đó nói hả? Cái gì? Làm gì có ai xinh bằng tao? Con nhỏ mới tuổi gì bằng tao? Mặt thì như quỷ, giọng thì chua, ăn thì như lợn. Bảo sao nó bỏ là phải. Này nha, nãy giờ tôi chưa đụng tới anh, vì vậy đừng có chạm tôi. Hoàng, sao mày im thế? Mọi lần chia Mèo lắm mà. Tao đang suy nghĩ giờ làm sao để cứ được cờ rớt. Gì? Mày có cờ rớt á? Thì sao? Bất ngờ chứ sao, từ lúc chơi với mày đến giờ đây là lần đầu tiên mày nhắc đến cờ rớt của mày luôn đó. Hoàng có cờ rớt? Phải là sắp phải rời xa làm ế này hả? Nè Mèo, bộ mày không có cờ rớt hả? Bữa tao thấy mày nhắc về anh nào mà. Đâu, làm gì có. Giờ người ta có người mình thích luôn rồi, coi như hết cơ hội luôn rồi. Chắc người ta bỏ tao quá. Quá chuẩn. Thế nào Hoàng, cô gái nào đâu vào phải ánh mắt của mày vậy? Thì cũng bình thường thôi, nóng tính, ham ăn và 50 kg. Mày này, mày đang kể con người hay con lợn về mày? Bù tao là vậy đây, không biết ai đó có hiểu không? Gì chứ, nó đang ám chỉ ai? Còn Mèo nữa, bữa tôi thấy nó kể về crush của nó. Này này Vi à, nghe nói là một người trầm tính, chiều nó, bênh vực nó trong mọi tình huống và đặc biệt là giọng ấm nữa. Á à, đâu Mèo à, tao nghĩ mày không có cửa với người đó đâu nên bỏ cuộc đi. Thì bỏ cuộc rồi mà, mình làm gì còn cơ hội với người ta nữa chứ, khi người ta đã có crush. Dù sao thì cũng nên thử một lần chứ mày, nhỡ người ta cũng thích mày thì sao? Không có đâu, cái đó chắc chỉ có ở trong chuyện cổ tích thôi. Cũng đúng mà, lợn như mày ai yêu. Chắc là mày có ai yêu ha. Thì chẳng qua tao không muốn yêu thôi, chứ muốn thì hiếu gì gái nha. Ghê vậy ông nội, tự tin vậy thôi. Má ganh nữa hả? Còn là gì nữa? Một người con trai ngoan của mẹ. Tao nhìn mày hơi lâu rồi đấy Thắng à. Ủa gì đấy, mày không có AFK. Tao đang suy nghĩ xem phải cơ cờ rớt như nào. Một con gái mà cứ mua nhiều đồ ăn cho chúng nó là chúng nó mê liền à. Đâu phải ai cũng vậy đâu. À tao quên, chắc trên đời này chỉ có mình bé Mèo nhà mình uống một lúc 10 ly trà sữa thôi nhỉ. Cái thằng kia sao lúc nào mày cũng lôi tao vô vậy? Thì mày là thế mà. Má cay đấy nhỏ, thằng địch mày cứ đợi đấy. Con gái là phải dịu dàng thì cờ rớt mới đổ. Nó thì dịu dàng cái nỗi gì.
Ơ kìa thằng kia, sao mày cứ thích xem vô chuyện của tao là thế nào hả? Làm crush của người ta sẽ mất rồi còn đâu. Hả? Mày nói gì Mèo? Đâu đâu, tao nói gì đâu. Crush mình đúng là đẹp trai, có 1 không 2. Ê ê, nó mà yếu nó nổi, để tao. Đây, cái thằng này hả? Đứa nào bắn đây? Mèo. Không biết gì hết nha. Chắc khi chơi với crush của mày, mày cũng cà ép vậy luôn hả? Đâu, crush của ta là để yêu thương, ta không những cà ép mà ta còn lướt sạch đồ luôn á. Bảo sao cũng có người yêu. Anh em ta che đi bắn địch nào. Lái cẩn thận nha mày. Cứ tin tưởng mà ta lấy lụa của tao, anh em chuẩn bị chiêu nè. Đi cái xe mà rớt ra ngoài đó nè ông nội ơi. Thật sự, ai mà làm người yêu ổng chứ không chịu được. Sao mà không chịu được, người muốn yêu tôi còn xếp hàng dài dài kia kìa. Nghe nói thì ớn quá, bước lại nha. Còn hơn ai kia bị yêu bỏ vì con nhỏ khác xinh hơn. Gì? Anh nói cái gì? Nói lại thử coi. Phải gọi là biết chơi. Tao kích cái đồ đáng ghét này ra nha Mèo. Ủa, mắc mới gì kích tôi? Chả mắc gì cả, thích thì kích đấy, được không? Khoan, nghe tao nói, hình như crush của tao hiểu được tao rồi thắng à. Hả, hiểu cái gì? Cô ấy chuyên nhiệm sống cho tao này, còn ở bên cạnh tao mọi lúc mọi nơi. Mày bị dở hả mày, crush mày làm gì có ở đây. Ê, đừng nói nhớ em nói quá, tương tự nhỏ Mèo là nó nha. Cái gì? Cũng giống mà. Nè Mèo, tao đang thắc mắc người ông Hoàng thích, nãy giờ cứ nhắm vào mày vậy. Tao cũng đâu có biết. Chắc tại dân... Thôi bà nội, lo mà cứ crush hoài đi kìa. Tao đang nghĩ cách đây, nhưng mà chắc là không lâu nữa đâu. Mèo gọn vô, nó bắn cho bây giờ. Ô, quen này, quen tao Mèo dữ ha. Này crush của mày ăn nhiều, tính nóng, đừng nói là... Vớ vẩn, mày xem phim ngôn tình ý thôi. Tao xem phim ma luôn á, mà còn nhìn ra được. Ê mày có cái gì, nói nghe Mèo. Cái gì là cái gì? Mày nói nhảm gì đây? Mày không giấu được tao đâu, tao sẽ moi ra hết. Hay, chán dữ ta. Để xem crush mình có on không nào. Không cần nói thì mọi người cũng biết rồi, crush tôi là Hoàng đó. Chơi với nhau lâu vậy mà nó cũng không biết là tôi thích nó. Mặc bộ này hả, mình cũng có. Đại tí thay nè. Style mặc thế này, bảo sao không có người yêu Mèo ơi là Mèo. Ta-da, xịn quá. Mà khoan, vẫn thiếu cái gì đó thì phải. Thế này mới chuẩn chứ. Trời ơi, được của nó, đẹp đôi phết đấy chứ đùa. Bán hay như thế này mà không yêu là phí của trời lắm đấy Hoàng ơi. Nói gì chứ bà rồ như này, không yêu là phí lắm á. Hơn 4 năm người là chuyện nhỏ. Lộn xíu. Mà làm sao để cơ hồng đây. Mình biết mỗi ăn với ngủ có biết cái gì đâu. Ta này khó ghê, mà mình vẫn thắc mắc không biết nhỏ là crush của ổng á. Chị mày mà biết xem, mày không chứa phát nào đâu em. Nhưng mà cay, không biết là ai á. Nhưng mà bây giờ việc đầu tiên của mình là phải bày tỏ với Hoàng. Đúng, không thể kéo dài thêm nữa. Hoàng on kìa, giờ sao ta, tỏ tình thế nào ra? Anh ăn cơm chưa, nếu mà chưa ăn thì ta có thể ăn nhau được không? Còn nữa chưa? Ai đù, xén quá à. Lại, trên trái đất này có 7 tỷ người, nhưng người làm em rung động nhất chính là anh. Eo ơi, kiểu gì? Đây, lấy câu này đi. Mẹ em đang cần con rẻ, anh làm chồng em được không? Mẹ em đang cần con rẻ, anh làm chồng em được không? Mẹ em đang làm con rẻ, anh làm mẹ em được không? Mày nói gì đấy Mèo? Không có gì. Lộn tí. Thằng thắng đâu, mày biết không? Không, sao mà tao biết được? Không phải là vô hỏi mình à? Tí ra là hỏi thắng. Nó bảo sau chuyện bí kíp tán gái cho tao mà giờ đâu mất hút rồi. Gì, mày nghe theo nó á? Sai lầm tuổi trẻ Hoàng ơi. Ủa sao vậy? Thế mày không thấy nó bựa thế nào à? Giờ mày nghe bí kíp của nó là crush của mày chạy mất dép luôn á. Đừng có mà nghe. Thế giờ tao phải làm sao? Rồi, giờ bọn cứ nương tao sẽ dạy ngươi cách tán gái đổ 100%. Ca này mày khó rỡ rồi nhỏ cướp bồ của tao. Hoàng, sao giờ còn nói trong này? Nói gì với crush rồi? Ta nói được gì đâu, bí quá. Vì à, mày biết crush của Hoàng là ai hả? Biết sao cũng biết. Là ai vậy mày? Trẻ con không nên tin vào chuyện người lớn, tí mày sẽ biết thôi. Ủa, mày là bạn tao hay bạn Hoàng vậy? Hợp nhau ghê đấy, chết cũng chết cùng nhau luôn. Thắng ơi là thắng, mày nói thế crush của người ta lại buồn thì sao? Chưa biết ai buồn ai đâu nha. Mà nè Vì à, tao không biết sao bạn cô mà chả giống cô gì luôn á. Người thì ăn như lợn, người thì như cá mắm. Bảo ai là cá mắm? Đây, có mỗi được cái sư tử Hà Đông, y chang nhau. Má, cay, tao cay mày lắm rồi đấy. Sao không thấy bị máu đâu nhờ? Máu á? Đây, tao có này mày. Nghe chưa, cho đồ luôn kìa. Hợp nhau phết đấy chứ, Hoài nhỉ? Hợp thật đấy. Ủa, nói vậy là sao? Nó có thích mình không ta? Nè, làm gì đấy? Tránh ra xe của tao nha mày. Lên thì lên, không lên thì đi bộ. Gì căng, lên thì lên. Ê mày, có người đằng sau kìa. Ngồi đấy không phải lo, nó không dám bắn mày đâu. Thì không dám bắn. Má, mày bắn ai hả mày? Bắn cục vàng của tao là không được nha. Hả? Ôi giời ơi, cục vàng luôn cơ đấy. Thế mày chịu cơ. Chúng mày nói ít thôi, cứu dậy bơm máu vô, nghe không? Mà lấy nói vậy là sao? Cục vàng nghĩa là gì? Trời ơi, mất nổi ơi, cục vàng là từ xưng hô của người ta yêu nhau đó. Ủa, vậy là Hoàng thích tao hả? Ai thèm thích cái đồ ăn nhiều 50 kg tiếng cục xúc như mày chứ. Cái câu nghe quen ta. Nào thì có lên không? Chống không thế đấy, thích người ta thì nói đi. Thì thích. Ủa chứ nói vậy là xong hả? Thế còn muốn sao nữa? Cả rút mà chảnh lạnh lùng như này bảo sao mà không cưa được. Ủa mày nói vậy là sao? Tờ rớt của mày là... Là mày đó, có thể cũng không nghĩ ra hả? Vậy là người mày thích là tao hả? Quá đúng. Quá đúng.
Có thật không vậy? Ủa chứ bạn bè chơi bao nhiêu năm nay, chẳng nhẽ bạn lại không tin tao? À tin, tao tin mà, chẳng qua tao bất ngờ quá thôi. Hai nên sướng kìa. Tao chia tay người yêu cũng được 2 ngày rồi chứ bộ, vậy mà vẫn chưa có người yêu. Ui anh cẩn thận. Ghê chưa, em luôn mới chịu cơ. Chà em thì sao, giờ người yêu Hoàng là Mèo. Mèo là người yêu Hoàng, Hoàng là người yêu Mèo. Cái gì vậy ông nội, đã ai đồng ý đâu. Em không biết đâu, em không đồng ý là anh khóc đây. Nào nhanh lên, có đồng ý không? Tỏ tình thế sao mà đồng ý? Anh yêu em, làm người yêu anh nhá. Đồng ý, em yêu anh.